Chào các cô bác và các anh chị em học chương trình tiếng Anh vỡ lòng chúng ta đến bài thứ 33 là tuần rồi tôi đã đến rất nhiều nơi và chúng ta học những cái nơi chốn cần thiết trong cuộc sống để mà nói các bạn nha à, chúng ta bắt đầu nghe câu đầu tiên và tôi giải thích cho các bạn. Last weekend, I had a fun time visiting different places. Là last weekend, weekend có nghĩa là cuối tuần các bạn ha và đây là cuối tuần rồi. I had had là quá khứ của động từ have, ý muốn nói là tôi có cái gì đó. I had a fun time là một khoảng thời gian vui vẻ. Là I had a fun time. Có nghĩa là tuần bây giờ mình có thì mình nói là I have, còn last weekend có nghĩa là tuần rồi chuyện trong quá khứ mình phải đổi động từ have thành had. I had a fun time. Một khoảng thời gian thì lúc này có mạo từ nha, yeah, a fun time. Visiting, visit, visiting, visiting different places là thăm viếng uh, nhiều nơi khác nhau. Thăm viếng nhiều nơi khác nhau có nghĩa là tôi có một khoảng thời gian vui vẻ và cái động từ tiếp theo để làm cái gì đó mà không cần nói lại cái chủ từ ai nữa thì lúc này chúng ta biến cái động từ phía sau thêm in là được. Uh, I had a fun time visiting, visit, 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 visit the visiting, visiting different places là thăm viếng nhiều nơi khác nhau nhiều nơi chúng ta thêm s vào danh từ place đọc là places từ different hai âm tiết là different 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 không có nói different nha mà là different diff chữ diff có âm phở trước đi đã diff rồi tiếp theo là rent different different Yeah, rồi. Tôi vừa uh, giảng giải, vừa hướng dẫn cho mọi người đọc luôn cho nên là sau đó thì khỏi mất công mình hướng dẫn đọc riêng biệt các bạn nha. Rồi, thì câu này mong là mọi người hiểu rồi ha. First, I went to the supermarket to buy groceries. Ừ, bây giờ bắt đầu đến cái nơi đầu tiên đây. First, âm er, first. Đầu tiên thì, đầu tiên thì I went to. I went to là quá khứ của go là went, ha? I went to the, the 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 supermarket, supermarket, cái siêu thị gọi là supermarket, market, r ma market, supermarket, super per 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 supermarket, là tôi đã đi đến siêu thị mà siêu thị là bán gì mọi người cũng biết rồi ha, cái siêu thị ở Việt Nam mình thì nó giống như cái siêu thị ở nước ngoài thôi mặc dù quy mô nó khác nhau. Cái supermarket là nơi đó người ta bán cái à, thực phẩm để mà dùng hàng ngày đó, mọi thứ đồ dùng hàng ngày gọi là supermarket. Cho nên á mình đi mua đồ, đi mua đồ chợ đó thì lúc này mình không có đi đến những cái chỗ khác mà mình gọi là go to the supermarket. Thôi ha, hoặc là go to the market cũng được, nhưng mà nếu mà dùng một từ khác hơn thì nó là supermarket. Mình còn nhiều từ khác nữa, lát nữa tôi giải thích. Là mình đi mua đồ chợ, mình đi mua đồ về ăn đó, à, thực phẩm đồ này kia đó, là go to the supermarket. To buy, để mua groceries. Groceries. Đây, cái groceries là cái đồ chợ đó, mình nói mình đi chợ mua đồ. Đi chợ mua đồ, không phải là mua quần áo, mà đi chợ mua đồ là đồ ăn, thực phẩm, nha. Và những cái đồ dùng thường ngày trong sinh hoạt hàng ngày là cái đó đó là mình đi mua groceries. Groceries, đọc là ơ, oh, grow, groceries. groceries, 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 to buy groceries lát nữa tôi cho mọi người nghe lại uh, tất cả mọi câu cho nên là mọi người cố gắng luyện từng từ sau đó cuối bài mình luyện câu nha. Rồi, cuối tuần rồi tôi đi siêu thị để mua đồ ha, mua đồ ăn đó. I rarely go to the local market because I dislike being overcharged and having to haggle. I rarely rarely là hiếm khi, tôi hiếm khi go to the local market. Local market là những cái chợ địa phương của mình đó. Ví dụ như mình ở cái vùng này, một cái quận này hay là một cái phường này thì thường nó có một cái chợ gần đó thì cái chợ gần đó đó thay vì mình nói nearby market thì mình gọi là local market, à, chợ địa phương. Because because I dislike. Like là thích mà dislike dis, có một giữa dislike là không thích không thích này đó cái đó là cái từ thôi không thích này thì nó tương đương với lại hate hate m e hate hate nhưng mà cái từ ghét á là hate đó, thì nó nặng nề hơn là dislike là không thích thôi I dislike being là không thích cái gì đó thì dislike cộng với động từ thêm in mà đằng này đó là be be overcharged. be overcharged be overcharged be overcharged là bị bị nói thách bị nói thách hay là bị bị tính giá quá cao có nghĩa là cái đó lẽ ra ví dụ có 100 trăm nghìn thôi người ta nói 300 trăm nghìn rồi, rồi cái mình đó. mình cũng thật thà mà mình mua 300 trăm nghìn luôn thì là mình bị overcharged Hmm. Overcharged. D, d, âm j cuối. Thêm mi đi vào nữa thì mình có thể phát là d, 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 d. nhưng mà nếu mình lười quá mình chỉ cần phát âm g là được rồi nha yeah. tại vì trong văn nói không ai bắt bẻ mình cả trừ khi mấy ông thầy hay trừ khi trong cái lớp phát âm hay trừ khi có những người mà thích bắt bẻ người khác về phát âm đó thì người ta mới là bới lông tìm vết người ta nói sao không phát cái âm g ở phía sau đó thì như vậy thì kẹt cho mình Nhưng mà bình thường không ai bắt bẻ cả I dislike being overcharged Overcharged ha, Là tôi ghét bị bị à, tính giá cao hay là bị nói thách Rồi như vậy thì to be overcharged là bị cái gì đó ha Bị tính giá cao ở đây là dùng ở thể bị động mà động từ to be này đi phía sau dislike cho nên nó thêm in And having to haggle. Having to haggle. Động từ have đi phía sau dislike cũng phải thêm in luôn. Cho nên nó là having. Ha, tại vì cái cấu trúc là dislike doing something là ghét cái gì đó Một là dislike being nè Hai là dislike having nè Mà chúng ta có cấu trúc là have to do something Là ghét là là phải làm cái gì đó Mà chúng ta có cái động từ phía sau là haggle, 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 haggle là haggle là trả giá hay là mặc cả và phải trả giá. Tôi ghét bị tính giá cao, à, tính giá quá cao và phải trả giá. Tôi ghét bị nói thách và trả giá. À, là cái câu này nói như thế. Then I went to the mall to look for new clothes in a department store. Ừ, rồi đây chúng ta học một cái từ vựng về một nơi trốn tiếp theo. Then I went to the mall. Cái cấu trúc go to phía sau là một nơi chốn mình biết rồi ha. I went to the mall. Chữ này đọc là âm A dài là A, A, ma, ma. Tới âm là mall, 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 mall. Mà nói nhanh nó thành giống như từ mo mò đó. Nói từ mò thì nó còn chính xác hơn là từ mon mon nữa nha. Nó không có âm N phía sau. Cho nên đọc là mall, mall. I went to the mall, to ma, the mall. Tôi đi đến mall, Ha, là đến trung tâm mua sắm cái cái mall thường thường là một cái nơi khổng lồ à, to look for to look for để đi tìm kiếm look for là đi tìm kiếm look có nghĩa là nhìn cái gì đó nhưng mà look for something là đi tìm kiếm cái gì đó thì cái something ở phía sau đó là thay thế bằng bất kỳ danh từ hoặc cụm danh từ nào ở đây là look for new clothes là đi tìm quần áo mới đi tìm quần áo mới em. Rồi, tiếp theo một cái. In a trong một in a department 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 store là trong một cửa hàng bách hóa. Thường thường đó các bạn, trong một cái mall đó, đôi khi những cái mall lớn đó nó có đến cả trăm ha, có đến cả trăm cái department store ở trong đó. Và nó có supermarket ở trong đó luôn ha. Yeah đôi khi không phải một cái supermarket mà nhiều cái supermarket trong đó luôn. Supermarket là cái nơi mình vô mua thực phẩm, đồ ăn, đồ dùng hàng ngày đúng không? thì cái supermarket là một cái đơn vị rất nhỏ, nó nằm trong cái mall hoặc là nằm trong cái department store. À, là như vậy đó các bạn. rồi à, mình đọc cái này nha. clo âm nguyên âm chính là âm o o o clo clo rồi đến âm đưa lưỡi vào giữa hai răng phát âm d d d d nhưng mà không có rơi chữ the xuống. Clode, clode, d xuống clothes clothes the the clothes rồi cái âm cái hơi bị chặn chỗ âm này clothes clothes xì ra âm giờ phía sau clothes 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 look for new clothes in our in our department department Đối âm nghẹn ở cổ là ngay chỗ chữ part. Department. Department store. Department store. Store. Or. Or. Store. Rồi, tiếp theo. For lunch, I ate at a little eatery and had a tasty meal. For lunch. Uh, cho bữa trưa hay là bữa trưa. I ate. Động từ eat quá khứ là ate. Âm A, A. Ate, I ate at earth, tại tại một cái gì đó là chúng ta có danh từ là eatery eater hay là eatery eatery đọc tiếng Mỹ là eatery eatery e m tròn âm y nha eatery là một cái quán ăn một cái quán ăn đó các bạn một quán ăn bình thường mình đi đến một cái quán mà nó có một cái căn nhà nhỏ nhỏ mình vô trong đó mình ăn mình không gọi cái đó là restaurant được mà nó là một cái eatery ha, eatery mà ở đây là little eatery là một cái quán ăn nhỏ I ate at a little at a, at a little eatery ha, tại một cái quán ăn nhỏ các bạn nhớ là từng âm tiết mình phải phát ra đúng nhịp eatery eater, eatery chứ không có được nói lắp eatery at a little Eatery, add a little eatery thì như vậy nó mới đủ âm tiết. And had và có a một cái gì đó a meal là một bữa ăn mà tasty a tasty meal là một bữa ăn ngon miệng. Chữ này đọc là tasty, a âm a giữa a tasty, tasty, tasty. Đừng đọc là tasty hay là tasty nha. À, đừng đọc tasty, nó nghiêng ngoài âm e không được Mà làm a e. tasty, tasty, tasty And had a tasty meal, meal à, Và có một bữa ăn ngon miệng In the evening, I visited an all-you-can-eat buffet with friends and ate a lot In the evening, chữ evening là eve Âm vờ vờ mà không rơi xuống eve Tới chữ nình, evening evening in the 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 evening evening i visited động từ visit âm giữa âm giữa là âm giờ 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 dịt visit thêm đi là visited i visited tôi đã thăm viếng hay là tôi đã đến ha tôi đã đến dự hay là đến ăn gì đó ăn là mạo từ ăn là một cái gì đó ha à, chúng ta có danh từ chính ở đây là buffet buffet hay là buffet nha yeah. mình đọc là buffet buffet all you can eat cái thường trong các cái quán mà buffet đó các bạn buffet âm không âm thờ cuối nó bị câm nha âm phờ cuối bị câm cho nên âm cuối làm a thôi là phê thôi buffet 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 buffet, buffet. mà thường nó có dán cái nhãn là all you can eat. All you can eat. All you can eat. All chứ đừng đọc là on on nha mà là all. All you can eat buffet là một cái bữa tiệc hay là một bữa ăn buffet mà ăn thỏa sức. Buffet mà ăn thỏa sức có nghĩa là all you can eat là ăn cái gì có cái gì được bày ra là được ăn gọi là all you can eat. À, dĩ nhiên là có những cái buổi buffet mà nó có loại trừ nha có nghĩa là cái chỗ đó là phải mua thêm còn nếu mà để cái bảng all you can eat có nghĩa là thấy cái gì là có thể ăn cái đó thì cái cái buổi mà ăn buffet mà ăn được tất cả mọi thứ là ăn thỏa sức with friends với bạn bè and ate a lot và đã ăn rất nhiều à, thường thường đi ăn buffet thì ăn rất nhiều nha yeah. The next day, I went to the beach for sunbathing. The next day, the next day là ngày hôm sau, ngày hôm sau. Mình nói là ngày mai là tomorrow, tomorrow. Nhưng mà mình kể chuyện trong quá khứ đó, mình không nói là tomorrow nữa, tại vì tomorrow là ngày mai mà đâu phải là cái ngày hôm sau trong quá khứ đâu. Ngày hôm sau á, chúng ta nói là the next day, yeah, the next day. I went to the beach chúng ta có một danh từ nữa là beach là bãi biển đi đến bãi biển đó các bạn là go to the beach cái cụm từ như thế I went to the beach for để for sun sunbathing 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 là tắm nắng à, chúng ta có động từ bath 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 bathe là tắm ha mà sunbathing bathing bathing động từ bath thêm in đọc là bathing ding 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 lưỡi giữa hai răng đọc chữ đờ đờ tiếng việt đờ 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 ding bathing sun bathing nhấn vào chữ sun sun bathing sun bathing là để tắm nắng rồi later i relaxed at a swimming pool sau đó i relaxed later later i relaxed cái âm relax nó có âm sờ tờ cuối tại vì thêm ed vào nó thêm âm sờ tờ nữa âm trước đó là âm cờ relax K -k -k, relax K -k. nếu mà không thêm ed á là cái âm cuối của nó là âm cờ sờ relax âm cờ trước rồi đến âm sờ relax relax nhưng mà thêm ED vào là nó thêm một âm T cuối là relax, K -k -k, relax là tôi thư giãn động từ relax là thư giãn tôi thư giãn at a, tại một cái gì đó uh, swimming pool pool âm u pool P -p -p pool pool rồi tôi âm ổ. pool pool o pool pool. Pool. Swimming pool swimming pool swimming pool swimming pool later I relaxed at a swimming pool tại một bể bơi à yeah, đi ra biển tắm nắng xong rồi mình thư giãn tại một bể bơi. I treated myself to some snacks from a food stall at the night market. Ừ, chúng ta có vài từ nữa đây. Nha, yeah, ở trên là chúng ta học cái từ swimming pool nha, yeah, với lại là the beach nha yeah các bạn. Rồi, I treated myself. Động từ treat là chiêu đãi hay là thết đãi? mà I treated là thêm đi vào động từ treat tại vì nó là quá khứ treat, treated, treated I treated myself là tôi tự đãi bản thân mình hay là tôi tự thưởng cho mình to something thưởng cái gì đó là giới từ là to something I treated myself to giới từ nhớ cái cụm nó đi như vậy mình học thuộc cái câu này là mình nhớ cái cụm này luôn I treated myself to rồi phía sau thay bằng bất kỳ danh từ gì to some snacks là tự thưởng cho mình một số món ăn nhẹ snack snack a à, snack snack là món ăn nhẹ thêm s vào là số nhiều snacks to some snacks tự thưởng cho mình một số món ăn nhẹ Ha, ăn nhẹ là ăn dặm giữa giờ đó hai giữa hai bữa ăn chính là sáng trưa hay là trưa chiều đó thì ngay giữa đó mình ăn nhẹ thì cái bữa ăn nhẹ đó cho dù mình ăn cái gì thì nó cũng gọi là snack cả ha, là bữa ăn nhẹ choose some snacks from a food stall danh từ food stall là một cái uh, một cái quầy thực phẩm thường thường đó là ví dụ trong cái chợ chẳng hạn nó có quầy thực phẩm ví dụ như là cái quầy bán uh, xúc xích nướng cái quầy bán gà nướng cái quầy bán uh, thịt nướng vân vân thì lúc đó gọi là food stall ha food stall chữ này đọc là stall giống như chữ o ở cuối cùng vậy đó stall stall food stall là cái quầy bán thực phẩm giống như là giống như làm cái cái quầy bán ở Việt Nam mình thôi, ha giống như mình đi uh, hội chợ xong cái mình thấy một cái chỗ bán kem, một chỗ bán xúc xích nướng thì lúc đó đó là một cái food store at the night market, at the night market night. Nếu mà không nói được âm nghẹn night night thì mình nói là night, à, night. Nếu không nói được âm nghẹn mình nói thẳng ra luôn night market, à, tại chợ đêm. Ha, tôi tự thưởng cho mình một số món ăn nhẹ uh, tại uh, tại một cái quầy thực phẩm ở trong cái chợ đêm. Rồi. Chợ đêm thường thường nó mở lúc 5 6 giờ gì đó cho nên là đi đến cái chợ đêm thôi, nhưng không có nghĩa là đi vào ăn đêm ha. After that, I watched a movie at the theater. After that, sau đó mình lại tiếp tục học danh từ nữa đây. I watch là watch âm cuối làm chờ của chữ watch nhưng mà mình thêm uh, ed cuối nó thêm âm chờ nữa mình phải đọc là ch, 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 ch là nếu mình đọc ra thẳng thừng thì mình phải đọc hai âm như thế nhưng mà thường thường đó khi mình nghe trong văn nói kể cả người bản xứ nói người ta không người ta sẽ không bao giờ nói lại watched i watched trừ khi mấy ông thầy ha mấy ông thầy đang dạy phải làm rõ các phát âm như vậy cho nên lúc này các bạn mặc dù quá khứ nhưng các bạn có thể đọc là I watch cũng được nha i watch a movie tôi xem một bộ phim at the at the theater theater, theater. ha mà cái theater là cái rạp nếu mình muốn nói rõ ra nó là movie theater ha là rạp phim còn nếu không á, mình nói mình xem một bộ phim rồi thì mình chỉ cần nói theater là biết là cái rạp phim rồi chứ không phải là rạp hát, rạp gì khác. Rồi, chữ này á, đọc là movie, movie. ha. rồi, còn cái chữ rạp phim đó đọc là theater. Âm đầu tiên là đặt lưỡi giữa hai răng nói chữ tờ tiếng Việt. Tờ, 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 t tờ, 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 t Theater, 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 hay là mình đọc theo tiếng Anh theater, 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 te, theater. Tôi không quen cái từ đó, đọc là tiếng Mỹ đi. Theater, 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 theater. At the theater, at the, at the theater, at the theater. À, nó những cái âm đặt lưỡi giữa hai răng đó mà nó đứng liền nhau nó sẽ gây khó cho các bạn. At a, a movie at the theater, at the, at the theater, at the theater. Nha, à, rõ như thế. I finished the day with a workout at the gym. I finished. I'm finished Finish. I'm finish. cuối làm sờ dài. Thêm đi vào nó có âm tờ cuối là finished. Cũng dễ Finished. I finished the the day. The the day. The day. The day. I finished. I finished. Finished. I finished the day. I finished the day. The day. With a workout, with a workout là tôi kết thúc một ngày. With something là bằng cái gì đó. With a workout bằng một cái buổi tập mà buổi tập ở đây workout là cái buổi tập thể dục, đó. tập thể dục hay tập thể hình đó. gọi là workout. With a workout, workout, workout bằng một cái buổi tập thể dục. At the gym, at the the the, the gym, 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 gym. I'm gym, gym, gym gym, 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 at the gym, at the, the gym, at the gym. Là tại cái phòng tập, phòng gym á, là phòng tập ha. Rồi, thì ở đây chúng ta học cái danh từ là gym. Mai mốt mọi người đừng gọi là gym hay là gym, gym nữa nha, mà là gym, g, 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 gym. Rồi, câu cuối cùng. It was a busy but enjoyable weekend. It was a busy but enjoyable weekend nó là một cái buổi, một cái ngày cuối tuần hay là buổi cuối tuần bận rộn nhưng nhưng thích thích thú hay là nhưng thú vị. Nó là một buổi cuối tuần bận rộn nhưng thú vị. Ha, rồi. Uh, it was a busy, yeah, bu, busy, busy, but enjoyable. J, j, joy, enjoyable, enjoyable, enjoyable. enjoyable. Weekend, weekend. Rồi, bây giờ tôi sẽ cho mọi người nghe lại từng câu từ đầu đến cuối nha. Last weekend, I had a fun time visiting different places. Last weekend, I had a fun time visiting different places. Cuối tuần trước, tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ khi đi thăm nhiều nơi khác nhau. First, I went to the supermarket to buy groceries. First, I went to the supermarket to buy groceries. Đầu tiên, tôi đi siêu thị mua đồ. I rarely go to the local market because I dislike being overcharged and having to haggle. I rarely go to the local market because I dislike being overcharged and having to haggle. Tôi hiếm khi đi chợ địa then I went to the mall to look for new clothes in a department store. Then, I went to the mall to look for new clothes in a department store. hóa. For lunch, I ate at a little eatery and had a tasty meal. For lunch, I ate at a little eatery and had a tasty meal.. Bữa Tôi ăn ở một quán ăn nhỏ và thưởng thức một bữa ăn ngon miêu. In the evening, I visited an all you can eat buffet with friends and ate a lot. In the evening, I visited an all you can eat buffet with friends and ate a lot. Vào buổi tối, tôi đến dự một bữa tiệc buffet ăn thỏa sức với bạn bè và đã ăn rất nhiều. The next day, I went to the beach for sunbathing. The next day, I went to the beach for sunbathing. Ngày hôm sau, tôi ra bãi biển tắm nắng. Later, I relaxed at a swimming pool. Later, I relaxed at a swimming pool. Sau đó, tôi thư giãn ở một bể bơi. I treated myself to some snacks from a food stall at the night market. I treated myself to some snacks from a food stall at the night market. After that, I watched a movie at the theater. After that, I watched a movie at the theater. Sau đó, tôi xem một bộ phim ở Dạp. I finished the day with a workout at the gym. I finished the day with a workout at the gym. It was a busy but enjoyable weekend. It was a busy but enjoyable weekend. Thật là một ngày cuối tuần bận rộn nhưng thú vị.